Rồi. Con người tâm phải xem. Thế cụ ơi, cụ có nhớ cho con này con nào không? Đây con nhà ai? Vâng. Đấy là bà này là bà nào? Con Như không? Mất thật rồi. Không nhớ rồi, không nhớ. Không, đấy nhớ, không nhớ là có vợ, không tu rồi. Cho cháu nhưng mà ai cho các con nhưng mà mất. Nhưng mà bà ghi ơi, cụ bảo là cho con dâu Hán với lại con dâu Vương là mỗi người 1,5 triệu rồi. Thì xác nhận là có chưa? Có rồi. Thấy tiền chưa? Thấy vàng chưa? Thật chứ không nói dối đâu. Gần 17 chỉ. Bà Lam ơi, cụ vừa xác nhận là có cho con dâu út 1,5 triệu này, có không? Mà tay con chả có cái gì cả. Này, cụ nhìn chưa? Cụ cũng chả có gì. Này, sao bà Lam ơi, xác nhận có không? Này, cụ mới nói là cho con dâu con 1,5 triệu rồi. Chưa được gì à? Vậy đâu phán được rồi. Để cây câu nào không? Cụ để đâu mất? Mẹ quên mất rồi. Cụ có chôn chỗ nào không? Cụ có vùi vùi chỗ nào không? Để nhớ để đào lên. Hay là cho cháu Đoàn rồi? Cụ có chôn chỗ nào không? Không á. Có nói ông này cụ cho cháu Đoàn rồi. Thế để đâu bây giờ, để đâu chính xác, để tính rồi. Bỏ vào túi đi. Cho vai xà cạp đấy. Cụ cũng nghe bao nhiêu rồi? Cụ nghe bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 90 rồi. Chính xác không? 9 mấy? 94 chưa? 99 rồi. 93. 99 rồi. 94 rồi. Thấy chưa? Có nghĩa là chính xác là 94 rưỡi rồi đấy. Cụ vẫn nhớ chưa? Nhưng mà bây giờ là vàng là cụ để ở cây câu nào? Để con trâu đấy. Có để cây câu hay để ở tảng đá nào? Hỏi xem có để đông dơm nào không? Có để vàng ở đông dơm nào không? Không. Không ai đốt đi mất là hết. Hay là chôn ở góc góc chân giường. Nó qua đi rồi. Có giống cái này không? Có giống cái này không? Giống à? Thế đúng thằng này lấy rồi, có hai cái. Thế răng của cụ đâu? Răng của cụ đâu? Cụ ơi. Gọi răng chết. 4 chỉ. Cái này mỗi cái 2 chỉ. Mỗi người 1 chỉ. À, cho mỗi người chỉ. Răng của cụ đâu rồi? Răng của cụ đâu rồi? 2 chỉ thôi rồi. Răng 2 triệu đấy. 3 chỉ. Làm gì có 3 thằng. Hôm lo cụ bảo là với con này có 2 thằng, nó còn ra lấy thêm lô thằng nữa nó ba. Thế chắc là thằng con rể nữa. Thằng con rể có làm gì đâu. Cụ hôm lo cụ bảo là 2 thằng, nó còn cụ ra nó còn hết răng. Thế hôm nay cụ bảo 3 thằng thì có mỗi lại con rể nữa. Cô lại bảo là có 3 thằng, 1 thằng nó đè lên nó mặt nữa. Thế thì cô nghe cô lại bảo thằng con rể nữa. Không, nhưng mà chú thấy không, đưa cụ đây là minh mẫn ra ngay, nhớ ngay, chứ làm gì là không nhớ đâu. Cụ có biết con là ai không? Vâng. Mày là con nhà. 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 Con nh
cháu tao. Mày chỉ là thằng cháu tao thôi. Thế còn cái bà này bà nào đây? Bà này bà nào đây? Mà mất à, con có là mất rồi sao? Nhớ đấy đâu? Nhớ ra đây ngồi này nhớ ngay.